Điểm mặt chỉ tên 4 kỳ lân công nghệ khủng của Việt Nam, họ là ai? Thuật ngữ Unicorn, kỳ lân công nghệ xuất hiện từ năm 2013 dùng để chỉ các công ty khởi nghiệp công nghệ được định giá trên 1 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, tạp chí Forbes vừa điểm lại các kỳ lân của Việt Nam với 4 cái tên không còn xa lạ gì với công chúng, đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á. 1. Vinagame. Vinagame là một trong những startup đầu tiên tại Việt Nam bắt đầu với việc phát hành trò chơi trực tuyến. Vinagame dần chuyển mình thành công ty công nghệ trên nền Internet và trở thành kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam vào năm 2014. Vinagame được đánh giá là doanh nghiệp nội dung số có sức ảnh hưởng hàng đầu với sự phát triển của Internet Việt Nam. Và ông Lê Hồng Minh là một trong 10 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực này ở giai đoạn 2007-2017, theo Hiệp hội Internet Việt Nam. 2. VNPay. Năm 2019, VNPay trở thành kỳ lân sau khoản đầu tư 300 triệu đô la Mỹ từ GIC và SoftBank. Mức đầu tư kỷ lục rót vào một công ty công nghệ Việt Nam tính đến thời điểm đó. Theo báo cáo Economic năm 2020 do Google, Temasek, Bain & Company thực hiện, VNPay trở thành kỳ lân công nghệ thứ hai của Việt Nam, xếp thứ 12 trong khu vực Đông Nam Á. 3. Momo. Momo trở thành kỳ lân sau vòng kiểm định cuối năm 2021 khi Mizuho Bank dẫn đầu nhóm các nhà đầu tư quốc tế với số tiền đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Từ năm 2020, Momo công bố mục tiêu phát triển thành siêu ứng dụng, mở rộng thị trường tại Việt Nam và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các công ty Việt Nam để mở rộng hệ sinh thái. 4. SkyMarvis. SkyMarvis thành lập vào năm 2018 là công ty phát triển trò chơi đình đám AC Infinity. Tựa game NFT chạy trên nền tảng blockchain thu hút 2,6 triệu người chơi. Tháng 10 năm 2021, công ty nhận vốn vòng Series B định giá lên đến 3 tỷ đô la Mỹ, chính thức trở thành một trong 4 kỳ lân công nghệ của người Việt. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.